Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đọc tham luận với chủ đề Doanh nghiệp doanh nhân kiều bào trong chiến lược đầu tư phát triển giao thương quốc tế. Kính thưa tất cả bà con, đại biểu cho đồng bào kiều bào của ta ở nước ngoài và các doanh nghiệp cũng như là đại diện của báo giới có mặt trong cái buổi gặp mặt ngày hôm nay. Hôm nay tôi rất vui mừng và rất hân hạnh được thay mặt cho Bộ Công Thương tham dự và phát biểu tại hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai. Trước tiên xin thay mặt cho Bộ Công Thương, tôi xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả các quý vị đại biểu, đến bà con của chúng ta đã đại diện cho đồng bào và kiều bào ta ở nước ngoài về tham dự hội nghị, và xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị đại biểu, đồng bào kiều bào và các vị đại biểu có mặt, lời chúc sức khỏe và chúc cho hội nghị của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Kính thưa tất cả quý vị đại biểu, hôm nay tôi xin được đại diện cho Bộ Công Thương được đề cập đến một số các cái nội dung và chúng tôi cho rằng nó sẽ có mang lại những cái suy nghĩ, những cái sự quan tâm cũng như là những cái gợi ý cụ thể để đồng bào kiều bào của chúng ta ở nước ngoài có điều kiện để tham gia sâu rộng hơn nữa và cụ thể hơn nữa và có hiệu quả hơn nữa trong hợp tác với đất nước, hợp tác với bà con trong nước, hợp tác với cơ quan quản lý của nhà nước ở trong nước cũng như với các doanh nghiệp ở trong nước để thúc đẩy và phát triển kinh tế xã hội của đất nước một cách mạnh mẽ và vững chắc hơn, cũng như là đóng góp hơn nữa vào cái việc khai thác những tiềm năng và tạo điều kiện cho bà con đồng bào kiều bào của chúng ta ở nước ngoài có điều kiện khẳng định vị trí của mình trong các mối quan hệ hợp tác với đất nước cũng như ở tại sở tại. Tôi xin được đề cập đến 3 lĩnh vực và 3 cái nội dung chính. Thứ nhất là xin trình bày một chút về cái tình hình phát triển về kinh tế xã hội của Việt Nam và những cái thành tích cũng như là những cái kết quả chúng ta đã đạt được trong thời gian vừa qua trong các lĩnh vực của kinh tế xã hội, nhưng đặc biệt tập trung vào lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Và cái thứ hai là chúng tôi cũng muốn đề cập đến những cái đóng góp, những cái tham gia, những cái hợp tác mà bà con kiều bào của chúng ta ở nước ngoài trong thời gian vừa qua đã thực hiện trong cái hợp tác với trong nước, với các cơ quan quản lý của nhà nước cũng như là đối với các địa phương, các doanh nghiệp của chúng ta trong các lĩnh vực. Và thứ ba là trong cái bối cảnh tới đây, khi mà chúng ta đang đối mặt với những cái khó khăn và những cái thách thức rất là lớn cũng như là những cái yêu cầu đang rất cao cho cái quá trình hội nhập phát triển cũng như là thực hiện cái chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì những cái mục tiêu, những cái yêu cầu của đất nước đặt ra đang mong đợi có cái sự hỗ trợ tham gia hợp tác của bà con để chúng ta có thể phát huy tốt hơn nữa những tiềm năng phát triển của đất nước để thực hiện thắng lợi những cái mục tiêu xây dựng và phát triển của đất nước. Kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, thì có thể nói là trong nhiều chục năm qua, đất nước của chúng ta đã liên tục một cách nhất quán, năng động và chủ động thực hiện các cái chính sách về đổi mới và cải cách. Và những cái chính sách đổi mới và cải cách mà đất nước chúng ta đã thực hiện được đã mang lại những cái thành tích rất là to lớn trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đã tạo ra sự kiểu ổn định về mặt chính trị cũng như là những cái sự bước phát triển rất lớn về mặt kinh tế xã hội của cả nước. Và trong đó thì những cái thể hiện rất là rõ ràng là những cái chỉ số kinh tế vĩ mô tăng trưởng luôn luôn ở mức độ cao và ổn định như là các cái báo cáo chung của hội nghị đã được nghe sáng nay. Và đồng thời và thêm vào nó nữa là những cái nhu cầu của đất nước đã được cơ bản đảm bảo bởi cái năng lực của nền sản xuất trong nước, đặc biệt của các ngành công nghiệp có gắn với những cái sản phẩm trọng yếu của đất nước, trong đó có những sản phẩm của lĩnh vực nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Và năng lực về sản xuất cũng như hội nhập của đất nước cũng đã được khẳng định và được tăng cường trong cái thời gian vừa qua, cả ở bình diện của khu vực cũng như trên quốc tế, cả ở thị trường trong nước cũng như thị trường ngoài nước. Và đặc biệt là cái tăng trưởng của công nghiệp của chúng ta trong những thời gian vừa qua đã cũng luôn luôn được duy trì ở mức độ cao và có thể nói là đã đóng góp vào không chỉ thỏa mãn những cái nhu cầu về tiêu dùng của đời sống xã hội của nhân dân mà còn đóng góp được vào cái yêu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như là đóng góp rất lớn cho những cái giá trị về xuất khẩu theo cái hướng giá trị gia tăng ngày càng cao hơn và góp phần vào nâng cao cái năng lực cạnh tranh của đất nước cũng như của các ngành kinh tế, của các sản phẩm của chúng ta để đảm bảo cái việc hội nhập của chúng ta ngày càng có hiệu quả hơn. Về mặt kinh tế đối ngoại thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã có những cái bước phát triển rất là lớn, và từ cái chỗ chúng ta bị bao vây cấm vận kinh tế thì chính như nay chúng ta đã có cái quan hệ hợp tác về kinh tế và thương mại đến với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, và chúng ta cũng đã trở thành là những cái thành viên có trách nhiệm và có vai trò trong những cái tổ chức của khu vực và quốc tế, ví dụ như là APEC, ASEAN, ASEM hay như là và đặc biệt là Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Và chúng ta cũng đang tiếp tục khẩn trương và tích cực chủ động thực hiện các cái cuộc đàm phán đối thoại để xây dựng tiếp những cái khung khổ, những cái cơ chế hợp tác
ở mức độ cao hơn, đòi hỏi có những cái sự tham gia sâu rộng hơn nữa như là TPP cũng như là những cái FTA song phương và đa phương. Và đặc biệt là chúng ta đã đạt được những cái tiến bộ có thể nói là rất tích cực và rất đáng phấn khởi trong lĩnh vực về xuất nhập khẩu. Và từ cái chỗ một cái nền kinh tế chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu và thường xuyên bị một cái cán cân mất cân đối nghiêm trọng trong cái giữa xuất nhập khẩu, giữa xuất với nhập khẩu, thì đến nay của chúng ta tính bình quân trong giai đoạn của 2001 cho đến 2010-2011, nền kinh tế của Việt Nam của chúng ta là tăng trưởng là cái GDP là mức độ 6,5%, nhưng trong đó thì cái xuất khẩu của chúng ta là càng ngày càng có cái một vai trò to lớn hơn. Và tính nếu mà trong cái tổng cái GDP thì cái xuất khẩu của chúng ta đã từ 70% của những cái năm 2010 thì đến năm 2011 đã chiếm đến 80% trong cái cơ cấu GDP của cả nước. Và năm 2011 xuất khẩu của chúng ta cũng đã đạt là 96,3 tỷ đô la và tăng 33,3% so với năm 2010. Và dự kiến năm 2012 này của chúng ta lần đầu tiên có con số xuất khẩu của chúng ta sẽ vượt qua con số hơn 100, thậm chí là 110 tỷ đô la. Và cái xuất khẩu của chúng ta có thể nói là đạt được những kết quả rất tích cực, không chỉ về cái con số giá trị tuyệt đối cũng như là cái tốc độ tăng trưởng, mà quan trọng là cái cơ cấu của cái mặt hàng xuất khẩu cũng như cơ cấu trong cái cán cân xuất nhập khẩu của chúng ta cũng đã có cái cải thiện liên tục trong những thời gian vừa qua. Và có thể nói là năm 2011 của chúng ta là lần đầu tiên của chúng ta đã đạt được cái việc kiểm soát cái nhập siêu ở cái mức theo dưới cái chỉ số mà Quốc hội đặt ra cũng như là Chính phủ yêu cầu. Chính phủ và Quốc hội đặt ra cái con số là 16 và 18% cho cái nhập siêu thì chúng ta là đạt được là chỉ có hơn 10%, và tạo tiền đề để cho năm 2012, 9 tháng năm 2012 đến nay chúng ta đã là xuất siêu được hơn 30 triệu đô la. Tất nhiên là từ giờ đến cuối năm chúng ta còn có tiếp tục những cái thay đổi trong cái hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng đây là một cái chiều hướng tích cực mà đã thể hiện được cái hướng phát triển bền vững của cái thương mại của Việt Nam cũng như là cái năng lực và cái khả năng của Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế, nhất là trong cái lĩnh vực về kinh tế nước ngoài. Trong lĩnh vực về đầu tư nước ngoài thì tính đến nay chúng ta đã có hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 13.700 cái dự án và với vốn tổng đầu tư là hơn 200 tỷ đô la. Và các cái dự án đầu tư vào Việt Nam của các công ty, các doanh nghiệp nước ngoài thì cũng đã được thực hiện được tương đối thành công và có thể nói là đã tạo thành một cái bộ phận rất quan trọng trong cái nền kinh tế của Việt Nam, với những cái đóng góp ngày càng gia tăng không chỉ trong công ăn việc làm mà cả những cái giá trị về xuất khẩu cũng như là những cái giá trị tiếp về cái công nghệ quản lý, công nghệ kinh doanh sản xuất cũng như là đóng góp rất nhiều cho cái yếu tố phát triển bền vững của nền sản xuất sau này. Và các cái dự án của nước ngoài đầu tư cũng được trải rộng trong nhiều lĩnh vực và đã không còn chỉ bó hẹp trong một số lĩnh vực kinh tế chủ chốt như là dầu khí, viễn thông, công nghiệp thì biến, mà đã mở rộng ra tất cả các lĩnh vực khác của nền kinh tế và trên phạm vi địa bàn lãnh thổ của hơn 53 tỉnh thành trong cả nước. Thưa tất cả quý vị đại biểu, có thể nói là những cái thành tựu của chúng ta đạt được trong những thời gian vừa qua, đặc biệt là trong lĩnh vực về kinh tế xã hội và cụ thể trong về công nghiệp và thương mại, nhìn lại thì có thể nói là có một cái vai trò cũng rất to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Và cụ thể là những cái vai trò của bà con kiều bào của chúng ta ở nước ngoài, cho dù đó là khu vực địa lý nào, ở một cái nền kinh tế nào và ở cái phạm vi quan hệ nào với Việt Nam, thì cũng đã đều phát huy được cái thế mạnh và cái năng lực của bà con người Việt của chúng ta ở nước ngoài, mà nó cụ thể là thể hiện trong bốn cái khía cạnh sau. Thứ nhất là cái phần kiều hối và của bà con đóng góp về cho đất nước là một cái nguồn lực rất quan trọng đóng góp vào cái sự nghiệp phát triển chung của đất nước, cũng như đáp ứng được những cái yêu cầu cụ thể trong những cái nhu cầu để đầu tư phát triển cũng như là đáp ứng cái nhu cầu dân sinh của xã hội. Và theo thống kê của Ngân hàng Thế giới thì lượng kiều hối về Việt Nam đã tăng 8 lần trong 12 năm kể từ năm 1999, và tính đến 2011 thì Việt Nam đã xếp vào là 16 nước nhận kiều hối nhiều nhất ở trên thế giới. Và kim ngạch cái tổng lượng kiều hối chuyển về nước của bà con kiều bào ta ở nước ngoài đã đạt 9 tỷ đô la vào năm 2011. Thứ hai là với cái vị trí và cái vai trò của mình ở trong các nước sở tại thì người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành những cái cầu nối rất quan trọng để góp phần kết nối nền kinh tế ở trong nước, một kênh trong những cái kênh quan trọng để giúp kết nối nền kinh tế ở trong nước với nền kinh tế của các nước sở tại cũng như với thế giới nói chung, và đồng thời cũng có những cái đóng góp rất quan trọng để giúp thúc đẩy quảng bá hình ảnh của Việt Nam, để thúc đẩy cái phát triển xuất khẩu cũng như là những cái mối quan hệ hợp tác nói chung của Việt Nam với các nước. Và dựa trên những cái kiến thức hiểu biết về luật pháp, về lối sống, về tập quán, về tập tục kinh doanh và nhiều những lĩnh vực khác nữa, thì người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành những cái kênh thâm cập và hỗ trợ để thâm nhập nhanh và tốt nhất
cho các hàng hóa của Việt Nam cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam trong tiếp cận thị trường ở bên ngoài. Và đặc biệt phải kể đến là một số những cái địa bàn và một số các khu vực có cái vai trò và có cái mối quan hệ hợp tác rất lớn với Việt Nam, như là châu Âu, như là trong đó có bao gồm cả Đông Âu và Tây Âu, rồi Mỹ, Nhật Bản, rồi một số nước ở châu Úc, vân vân. Thì vai trò của kiều bào của chúng ta đã được khẳng định và thể hiện rất rõ qua một số những cái mặt hàng xuất khẩu chủ chốt của chúng ta sang những thị trường này, ví dụ như từ thủy sản, cá tra, cá ba sa, tôm, rồi ví dụ như hàng dệt may, rồi ví dụ như là các cái mặt hàng cao su, cà phê, gạo, vân vân. Đối với thị trường Mỹ, đối với thị trường châu Âu, và đặc biệt là một số những cái sản phẩm lớn của chúng ta thì đã khẳng định được cái vị trí và thế đứng của mình ở trên những cái thị trường rất khó tính như là Mỹ và EU. Mà trong này thì phải khẳng định rằng cái vai trò của kiều bào của chúng ta có vai trò rất lớn để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta trong việc tiếp cận và vượt qua được những cái rào cản, cũng như tìm được ra cái con đường tiếp cận một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất và bền vững nhất ở trong cái thị trường của các nước. Chúng tôi cũng phải kể đến đây những sản phẩm cụ thể như là cà phê Trung Nguyên, rồi đậu phộng, Tân Tân, nước mắm Liên Thành của chúng ta đã đều có mặt ở tại các siêu thị lớn của Mỹ, rồi thông qua cái công ty của Việt Kiều là của kiều bào ta là công ty TDA, hay là cái New World Fashion, một công ty của người Việt khác ở tại Anh thì đã tổ chức phân phối hàng dệt may của chúng ta dưới các nhãn mác nổi tiếng của EU như là Marks & Spencer hay là Topshop hay Topman, vân vân. Thì những cái đóng góp như thế này thì có thể nói là trong thời gian vừa qua đã giúp cho chúng ta mà đạt được đến những cái kim ngạch xuất khẩu lớn, nhưng đồng thời là tạo được cái thế đứng mà tương đối ổn định về lâu dài để cho sản phẩm hàng hóa chúng ta có thể tính đến một cái chiến lược bền vững ở tại những thị trường lớn như vậy. Và trong đó là chúng ta đã có đến hơn 23 cái mặt hàng của chúng ta đạt cái doanh số xuất khẩu là hơn 1 tỷ đô la. So với lại cách đây chúng ta chỉ có khoảng độ 10 năm thì một cái doanh số của mặt hàng chúng ta trên 1 tỷ đô la là có thể nói là rất khó khăn và hạn chế chỉ từ 7 cho đến 10 cái mặt hàng. Và để phát huy hơn nữa cái vai trò cầu nối thúc đẩy xuất khẩu của các doanh nhân người Việt ở nước ngoài thì Bộ Công Thương cũng trong thời gian vừa qua đã có những cái kế hoạch cụ thể để không những hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong tiếp cận với kiều bào mà còn mong muốn là kết nối với các cái doanh nghiệp và bà con kiều bào của ta ở nước ngoài thông qua các cái diễn đàn, thông qua các cái cơ chế cụ thể để tạo cái điều kiện cho các cái hàng hóa cũng như doanh nhân của Việt Nam có được cái sự hỗ trợ cũng như cái sự hợp tác thật thuận lợi ở tại cái địa bàn của các nước sở tại. Và đồng thời chúng tôi cũng rất là tích cực trong thời gian vừa qua tạo điều kiện để cho bà con kiều bào của chúng ta về nước khảo sát, tìm kiếm những cái cơ hội hỗ trợ cụ thể thông qua các cái hội chợ, triển lãm cũng như các cái đoàn trao đổi, các cái đoàn thăm dò tìm hiểu thị trường và thông tin để giúp cho chúng ta có cơ hội tiếp cận để thực hiện các cái chương trình về business matching làm sao được có hiệu quả hơn nữa. Khía cạnh thứ ba mà bà con kiều bào của chúng ta đã có những cái đóng góp rất lớn đó là các cái hoạt động về đầu tư của bà con kiều bào của chúng ta ở nước ngoài. Và theo đánh giá và nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội của Hà Nội thì giai đoạn năm 88 đến 2007 thì cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đã đầu tư về đất nước khoảng 177 dự án theo luật đầu tư nước ngoài với số vốn là gần 800 triệu đô la Mỹ. Và doanh nhân người Việt ở nước ngoài từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua khoảng 3.500 công ty của kiều bào đã có dự án đầu tư ở 51 trên 63 tỉnh thành. Nhưng tuy nhiên thì những cái số liệu này chủ yếu cho thấy là tập trung ở những cái vùng kinh tế lớn như là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Điều mà rất đáng mừng là chúng ta cũng thấy là trong cái thời gian gần đây thì cái đầu tư và hợp tác của bà con kiều bào ta ở nước ngoài với đất nước đã được mở rộng và lan rộng ra nhiều lĩnh vực và nhiều địa bàn ở trên các cái địa bàn của cả nước. Đặc biệt là một số các cái đầu tư của bà con đã đi vào những cái hướng đầu tư và ưu tiên của trong nước trong tiếp cận với những cái công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch để đảm bảo cái yếu tố phát triển bền vững cũng như nâng cao hơn nữa cái giá trị gia tăng cho sản xuất trong nước cũng như các mặt hàng xuất khẩu của chúng ta. Và một số ngành đã có những cái đầu tư mà theo hướng sử dụng những cái ngành công nghệ cao và được thực hiện bởi các bà con kiều bào cũng như các công ty của kiều bào ta ở nước ngoài. Ở đây chúng tôi cũng có thể lấy ví dụ là như là những cái công ty như là của ông David Dương từ California trong cái đầu tư về dự án xử lý chất thải rắn ở tại thành phố Hồ Chí Minh ở Đa Phước, hay là các cái dự án đầu tư của cái tập đoàn bất động sản du lịch của Sun Group và Vinpearl ở bên Đông Âu và Nga về Việt Nam, và nhiều dự án khác nữa. Thì những cái công nghệ, ngoài những cái lĩnh vực công nghệ được sử dụng, được đầu tư, được khai thác ở Việt Nam thì cũng đã thấy đến là có cái sự tích tụ và tăng hơn nữa, tăng cường hơn nữa cái quy mô đầu tư để đảm bảo hiệu quả cũng như cái lượng đầu ra của dự án. Và đây chính là một yếu tố rất quan trọng để giúp cho trong nước có điều kiện gọi là đánh giá đúng hơn và có tiếp cận và hỗ trợ cho bà con kiều bào của chúng ta tốt hơn nữa trong đầu tư hợp tác với trong nước.
Thứ tư là thông qua các hoạt động đầu tư tại Việt Nam thì đồng bào của chúng ta ở nước ngoài đã mang lại được một cái làn gió mới để giúp cho chúng ta các cái ngành kinh tế ở trong nước cũng như các doanh nghiệp, các địa phương của chúng ta có điều kiện để đổi mới về mặt công nghệ, kỹ thuật và về kinh doanh cũng như quản trị, đồng thời nâng cao hơn nữa cái hiệu quả trong cái sản xuất, đầu tư cũng như là trong các cái dự án phát triển ở tại Việt Nam. Và hầu như tất cả những các dự án của đồng bào của chúng ta ở nước ngoài đầu tư về thì đều có gắn với cái việc kết nối với những cái đối tác cũng như với thị trường để tạo điều kiện cho những cái dự án của chúng ta có tiếp cận và phát triển mạnh hơn trong các cái khâu của về mở rộng thị trường cũng như là phát triển thị trường ở bền vững ở trong và ngoài nước. Và cái sự đầu tư của bà con ở nước ngoài, của bà con kiều bào ở nước ngoài vào Việt Nam cũng còn mở rộng cho cả một số các lĩnh vực khác như là lĩnh vực về thị trường bất động sản cũng như là các lĩnh vực về giáo dục, đào tạo, văn hóa xã hội và khoa học công nghệ. Và chúng tôi cho rằng cái sự đầu tư và hợp tác tương đối toàn diện đa dạng của bà con chính là những cái cũng là cái chìa khóa để giúp cho trong nước của chúng ta không chỉ có thêm nguồn lực, có thêm được những kỹ năng công nghệ mới mà cả những cái lời giải cho những cái bài toán về đầu tư phát triển và cũng như hiệu quả của đầu tư phát triển trong giai đoạn mới đây. Thưa bà con, thưa các quý vị đại biểu, trên cơ sở đánh giá về những cái kết quả cụ thể trong thời gian vừa qua cũng như là những cái đánh giá về cái tiềm năng, cái năng lực cụ thể của bà con kiều bào ta ở nước ngoài, Bộ Công Thương chúng tôi rất mong muốn đề nghị với bà con kiều bào của chúng ta ở nước ngoài sẽ tiếp tục quan tâm cái hợp tác và tăng cường hơn nữa cái hợp tác với trong nước theo một số những cái nội dung và một số cái lĩnh vực mà có nhu cầu cao và ưu tiên cũng như một số cái hướng mà nó sẽ có tính khả thi như dưới đây. Thứ nhất là chúng tôi cũng đề nghị bà con tăng cường hơn nữa cái hoạt động kết nối giữa các cái doanh nghiệp trong nước cũng như với doanh nghiệp của bà con kiều bào ở nước ngoài và với chính với cá nhân của bà con kiều bào của chúng ta ở nước ngoài để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay đang gặp nhiều khó khăn do những cái tác động của cái khó khăn của kinh tế thế giới cũng như là những khó khăn nội tại của nền kinh tế, để chúng ta và cũng như là trong cái giai đoạn này các doanh nghiệp của trong nước của chúng ta đang phải thực hiện những cái nội dung rất lớn về tái cơ cấu để đảm bảo cái hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa, thì rất cần các doanh nghiệp trong nước rất cần cái sự hỗ trợ hợp tác của bà con kiều bào và các doanh nghiệp của bà con kiều bào ở nước ngoài trong hàng loạt các lĩnh vực cả về thị trường, cả về công nghệ, cả về phát triển nguồn nhân lực, cả về chiến lược kinh doanh phát triển cũng như là những kế hoạch kinh doanh cụ thể ở tại địa bàn. Và chúng tôi cho rằng nếu những cái điều kiện cụ thể cho phép thì cái việc hình thành cái sự kết nối đó sẽ tạo ra cả một cái hệ thống liên kết các cái chuỗi giữa doanh nghiệp và tham gia vào cái chuỗi cung ứng của toàn cầu cũng như chuỗi sản xuất của toàn cầu, nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp của chúng ta ở trong nước có được cái điều kiện tốt hơn để phát huy được cái hiệu quả các tiềm năng về đầu tư sản xuất của mình cũng như là tiếp cận thị trường của thế giới một cách thuận lợi và ổn định hơn. Thứ hai là chúng tôi cũng rất mong muốn bà con kiều bào sẽ đóng góp thêm những ý kiến cũng như những cái kế hoạch và những cái hoạt động cụ thể trong cái hợp tác với các cơ quan quản lý nhà nước ở trong nước cũng như các doanh nghiệp trong cái việc tiếp tục đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường ở nước ngoài cho các mặt hàng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái việc là xử lý các cái mối quan hệ cụ thể trong cái về đối tác, về cái vấn đề vệ sinh thực phẩm cũng như các cái rào cản thương mại ở tại các địa bàn, các thị trường đó để các cái doanh nghiệp và hàng hóa của chúng ta có điều kiện mở rộng hơn nữa trong cái thâm nhập thị trường ở nước ngoài, đặc biệt là một số những cái khu vực mới còn có tiềm năng cũng như là những cái thị trường chính mà nó còn có những cái khó khăn như là của Đông Âu, như là của Tây Âu, như là của Mỹ, vân vân, thì cũng đều rất cần có cái sự hợp tác của bà con hơn nữa trong các cái lĩnh vực như đã nêu ở trên. Thứ ba là trong cái quá trình hội nhập hiện nay và cũng như là giai đoạn tới đây thì chúng ta cũng đang thấy một cái xu thế và đang có cái gia tăng rất nhiều cái bảo hộ của các nước thông qua các cái hoặc về các cái rào cản thương mại cũng như là các hàng rào kỹ thuật mà của không chỉ các cái quốc gia phát triển mà ngay cả các quốc gia đang phát triển cũng bắt đầu quan tâm và đến và thực hiện những cái hoạt động đó. Tôi nói ví dụ như hàng loạt các cái vụ phụ kiện về chống bán phá giá ở tại thị trường Mỹ hoặc là ở thị trường EU, rồi một số nước đang phát triển khác như là Ấn Độ, Brazil và một số các quốc gia khác thì cũng đang đặt ra những cái khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là những khó khăn cho sản phẩm của hàng hóa Việt Nam trong cái việc tiếp tục là duy trì cái thị trường cũng như phát triển thị trường ở tại khu vực đó. Và những cái kiến thức và những cái mối quan hệ cũng như những cái sự tham mưu tư vấn và hợp tác của bà con sẽ là những cái điều kiện rất quan trọng để giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như doanh nghiệp của chúng ta ở trong nước có điều kiện để giải quyết ổn định hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn các vấn đề phát triển thị trường cũng như trực tiếp xử lý
các cái vấn đề về tranh chấp thương mại đã như là đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Thứ tư là chúng tôi cũng rất mong muốn là bà con kiều bào của chúng ta tiếp tục quan tâm đến cái đầu tư ở trong nước để phát triển cái hệ thống dịch vụ, các cái hệ thống cơ sở hạ tầng ở trong nước, để chúng ta có điều kiện phát triển hơn nữa các cái thị trường nội địa một cách bền vững, để đảm bảo được cái hiệu quả trong của thị trường nội địa cho các ngành sản xuất ở trong nước, và trong cái quá trình cạnh tranh đối với sản phẩm hàng hóa của các nước trong cạnh tranh ở tại thị trường nội địa của chúng ta. Những cái vấn đề lớn liên quan đến phát triển hệ thống logistics cũng như là các cái cơ sở chế biến, hệ thống kho bãi và hệ thống phân phối sản phẩm ở tại thị trường nội địa, đặc biệt ở các cái vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, cũng đều rất cần có những cái công nghệ, kỹ nghệ mới cũng như cái kiến thức chuyên môn để giúp cho các cái cơ sở hệ thống phân phối cũng như là hạ tầng của chúng ta phát triển, để đảm bảo thỏa mãn được cái nhu cầu đời sống của nhân dân, yêu cầu phát triển của nền kinh tế cũng như là cái bảo vệ được cái thị trường nội địa một cái bền vững trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn nữa của sản phẩm từ các nước khác. Thứ năm là chúng tôi cũng rất mong muốn là bà con tiếp tục quan tâm để hợp tác phát triển các cái ngành công nghiệp, các ngành sản xuất ở trong nước thông qua các cái chương trình hợp tác về phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ, rồi cũng như kỹ nghệ quản trị, phát triển nguồn lực, và đặc biệt là chúng tôi rất mong muốn có cái sự tham gia của bà con kiều bào trí thức cũng như các doanh nghiệp của kiều bào trong hợp tác để phát triển các ngành công nghiệp, các ngành kinh sản xuất kinh tế trong nước theo cái hướng sạch và xanh, để đảm bảo cái phát triển bền vững của cả nước của chúng ta trong thời gian tới, và đặc biệt là mang lại những cái giá trị gia tăng cao hơn trong những cái sản phẩm thiết yếu của đất nước, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu cũng như là của nhân dân, cũng như là cái hội nhập của kinh tế với kinh tế thế giới. Trên đây thì chúng tôi cũng xin được trình bày một cách khái lược những cái vấn đề mà trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công thương chúng tôi cũng đã quan tâm và rất mong muốn có được cái sự hợp tác, để làm sao bà con kiều bào của chúng ta có điều kiện tăng cường hơn nữa, thúc đẩy hơn nữa cái sự hợp tác giữa bà con kiều bào của chúng ta, để mang lại hiệu quả chung cho cả đất nước, cho nhân dân trong nước cũng như cho bà con kiều bào và các doanh nghiệp của chúng ta. Và đồng thời thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng chính những sự hợp tác này cũng sẽ là những cái bằng chứng và những cái biểu hiện cụ thể và những đóng góp cụ thể để thúc đẩy cho cái sự phát triển của cái khối đại đoàn kết dân tộc của chúng ta theo cái tinh thần của nghị quyết 36 của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như là những cái nguyện vọng chung của đồng bào kiều bào ở nước ngoài và nhân dân ở trong nước, để có một khối đại đoàn kết thống nhất đóng góp vào cái sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế thành công. Tôi xin được kính chúc tất cả các quý vị đại biểu sức khỏe thành đạt. Chúc bà con kiều bào của chúng ta sẽ có được nhiều kết quả tốt đẹp từ hội nghị lần này, và sẽ tiếp tục đóng góp hơn nữa, nhiều hơn nữa cho cái sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước của cả nước, cũng như là cái chương trình hợp tác cụ thể giữa bà con với đất nước của chúng ta. Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.